Ngày hôm nay video đầu tiên thì cơ sở sẽ đáp ứng sự mong đợi của rất nhiều bác đã đặt hàng bộ vuông 80 chiếc Tết rồi. Và các bác yêu cầu là ra Tết phải đúc ngay bộ cua này để các bác cùng nhau chúng ta xem hoa văn cũng như là thành phẩm của bộ này như thế nào. Và ngay sau đây thì mời tất cả các bác anh em chúng ta cùng nhau xem quy trình đúc bộ khuôn vuông 80 loại 2 thớt này. Và với bộ khuôn vuông 80 2 thớt thì cả chậu và chân đều có lòng trong như này. Và khác với bộ vuông 70 thì phần chân đều thiết kế có phần tai bắt như này. Đó, đây tai bắt lòng trong vào. Một lát nữa quét nhớt chống dính xong sẽ lắp cái lòng trong của chân vào. Đó, và phần chậu cũng vậy, phần chậu sẽ thiết kế là mỗi cạnh nó sẽ có hai tai như này để nó đảm bảo cái sự chắc chắn. Và đặc biệt là bên lòng trong cũng không thể quên cái cây sắt chịu lực như này, giúp cho lòng trong chúng ta nó sẽ không bao giờ nó bị biến dạng ở trong quá trình đúc cũng như là thời gian. Với bộ khuôn này thì chúng ta sẽ không cần phải quét ra hồ dầu nhá, chỉ cần quét lớp nhớt chống dính và lắp vào như này. Đấy, các bác lưu ý là phải đè vật nặng vào lòng trong để tránh nó đẩy lên. Nó đẩy lên thì cái phần đáy chậu nó sẽ bị xấu đi này. Đó, đã đè vật nặng vào lòng trong như này. Sau đó ta sẽ trộn bê tông và đổ vào như này đâu. Rất là dễ. Nếu như muốn nhàn đấy chúng ta tiếp tục dùng máy rung này đặt vào. Xong luôn nhá, rất là dễ luôn. Để các bạn để ý nhá, các bạn để ý là cái lòng trong của cơ sở thiết kế nó bằng luôn so với cái miệng này. Đó, do vậy là chúng ta không cần phải sử dụng bất kỳ biện pháp để tạo cái lỗ thoát ở giữa chân này, mà cứ đổ đầy như này. Đó, đổ đầy như này nhá, xoa đều đầy như này. Mai khô là ta tháo lòng trong trước, ta tháo vỏ ngoài xong là xong. Đó, như thế là xong rất là nhanh thôi. Đúc một cái chân này chỉ có khoảng vài phút thôi, tầm khoảng 2-3 phút là ta xong một cái chân như này thôi. Đó, như vậy là với cái bộ vuông này, cơ sở nào muốn nhanh tay sở hữu bộ khuôn này về xưởng mình sản xuất thì ngay bây giờ có thể liên hệ với cơ sở khuôn chậu theo số điện thoại ghi trên màn hình. Các bác anh em liên hệ theo số điện thoại ghi trên màn hình để đặt bộ khuôn vuông rộng 80, cao chậu 47, cao chân 23, và tất cả đều có lòng trong đúc dễ dàng như này. Thì ngay bây giờ có liên hệ về cơ sở theo số điện thoại ghi trên màn hình. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video. Nhớ là đăng ký cho kênh YouTube cơ sở để có thể đón xem những video sẽ giới thiệu rất nhiều những mẫu mới sẽ ra mắt trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo.